Xin chào tất cả các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu sang một chủ đề mới, là chủ đề sự nở vì nhiệt của các chất. Các em quan sát hình ảnh. Tại sao các đường ray tàu hỏa thường có một khe hở giữa các đầu thanh ray? Câu hỏi số 2. Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Câu hỏi số 3. Tại sao khi để xe đạp ngoài trời nắng, ta không nên bơm bánh xe quá căng? Để trả lời được các câu hỏi vừa nêu, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học chương 2 nhiệt học, chủ đề sự nở vì nhiệt của các chất. Chúng ta cùng tìm hiểu chất đầu tiên là chất rắn. Dụng cụ thí nghiệm bao gồm vòng kim loại, quả cầu kim loại, đèn cồn và cốc nước lạnh. Ở phần thí nghiệm này, ta sẽ trải qua 3 bước. Các em cùng chú ý theo dõi. Bước đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu xem ở điều kiện bình thường, quả cầu bằng kim loại có bỏ lọt qua vòng kim loại hay không. Các em chú ý. Qua thí nghiệm thì ta thấy ở điều kiện bình thường quả cầu bỏ lọt qua vòng kim loại. Bước thứ hai, ta sẽ đem quả cầu hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Các em quan sát. Sau khi quả cầu đã nóng lên, ta đặt quả cầu vào vòng kim loại. Các em quan sát. Lúc này ta thấy quả cầu không còn bỏ lọt qua vòng kim loại nữa. Điều này chứng tỏ kích thước của quả cầu đã thay đổi. Bước số 3, cô đặt quả cầu đang nóng vào trong cốc nước lạnh. Sau đó đặt quả cầu vào trong vòng kim loại. Mình thấy rằng quả cầu sau khi được đặt vào nước lạnh thì bỏ lọt qua vòng kim loại. Điều này cho ta thấy kích thước quả cầu cũng đã thay đổi, kích thước của quả cầu đã nhỏ lại. Từ đây ta rút ra được nhận xét, chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Làm thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm bao gồm một chậu nước nóng, một bình cầu đựng nước màu, được đậy chặt bằng một nút cao su, có một nút thủy tinh cắm xuyên qua. Bây giờ cô sẽ đặt bình cầu này vào trong chậu nước nóng. Các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra với mực chất lỏng bên trong ống thủy tinh như thế nào. Lúc này ta thấy mực chất lỏng bên trong ống thủy tinh dâng lên là vì nhiệt độ đã truyền từ bình sang chất lỏng bên trong, làm chất lỏng bên trong nóng lên, nở ra, thể tích tăng, mực chất lỏng dâng lên. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét, chất lỏng nở ra khi nóng lên. Khi ta đặt bình cầu đang nóng vào trong chậu nước lạnh, thì ta thấy rằng mực chất lỏng bên trong ống sẽ hạ xuống. Vì nhiệt độ lạnh đã truyền từ bình sang nước, làm nước bên trong lạnh đi, co lại, thể tích giảm, mực chất lỏng sẽ hạ xuống. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét, chất lỏng co lại khi lạnh đi. Ta tiếp tục tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất khí, tiến hành thí nghiệm. Bước 1. Cắm một ống thủy tinh nhỏ xuyên qua nút cao su của một bình cầu. Bước 2. Nhúng một đầu ống vào cốc nước màu, dùng ngón tay bịt chặt đầu còn lại, rồi rút ống ra khỏi cốc, sao cho còn một giọt nước màu trong ống. Bước 3. Lắp chặt nút cao su có gắn ống thủy tinh với giọt nước màu vào bình cầu để nhốt một lượng không khí trong bình. Bước 4. Sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi áp chặt vào bình cầu.
Lúc này ta sẽ quan sát giọt nước màu bên trong ống. Ta thấy giọt nước màu di chuyển đi lên. Vì khi tiếp xúc với lại nhiệt độ cao, nhiệt độ sẽ truyền từ bình cầu sang không khí bên trong, làm không khí bên trong nóng lên, nở ra, đẩy giọt nước màu đi lên. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Chất khí nở ra khi nóng lên. Khi ta thôi áp tay vào bình cầu, thì quan sát thấy giọt nước màu bên trong ống thủy tinh sẽ di chuyển, từ từ đi xuống phía dưới. Giải thích hiện tượng. Vì khi bình cầu tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, không khí bên trong bình co lại, thể tích giảm. Từ đây ta rút ra được nhận xét chất khí co lại khi lạnh đi. Thông qua 3 thí nghiệm về sự nở về nhiệt của các chất, ta có thể rút ra được kết luận như sau. Chất rắn, chất lỏng, chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Hai la mã, đặc điểm sự nở về nhiệt của các chất. Đây là bảng số liệu cho biết độ tăng thể tích của 1000 cm3 của một số chất khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50 độ C. Các em cùng quan sát cột chất khí. Với cùng một thể tích ban đầu và cùng tăng thêm nhiệt độ là 50 độ C, thì các chất khí nở ra với cùng một thể tích là 183 cm3. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Các chất khí khác nhau sẽ nở vì nhiệt giống nhau. Bây giờ mình tiếp tục sang cột chất lỏng. Với cùng một thể tích ban đầu và cùng tăng thêm nhiệt độ là 50 độ C, thì các chất lỏng nở ra với các thể tích tương ứng như sau. Rượu tăng thêm 58 cm3, dầu hỏa tăng thêm 55 cm3, thủy ngân tăng thêm 9 cm3. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Bây giờ mình quan sát sang cột chất rắn. Với cùng một thể tích ban đầu và cùng tăng thêm nhiệt độ là 50 độ C, thì các chất tăng thêm thể tích tương ứng như sau. Nhôm tăng thêm 3,45 cm3, đồng tăng thêm 2,55 cm3, sắt tăng thêm 1,80 cm3. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Khi quan sát toàn bộ bảng số liệu thì các em sẽ nhận thấy chất khí sẽ nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng và chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Ba la mã, tác động của các chất khi sự co giãn vì nhiệt bị cản trở, tiến hành thí nghiệm. Lắp các dụng cụ thí nghiệm như hình 21.1A. Bây giờ mình tiến hành lắp thanh thép vào chốt ngang. Sau đó lắp chốt ngang vào bên trong. Đưa đèn cồn lại gần, đun nóng thanh thép. Quan sát hiện tượng xảy ra với lại chốt ngang. Hiện tượng xảy ra, chốt ngang bị gãy. Chốt ngang bị gãy vì khi đốt nóng, thanh thép nở ra, bị chốt ngang cản trở, nên thanh thép sẽ sinh ra một lực để phá vỡ cái sự cản trở này. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Khi giãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản, thanh thép có thể gây ra những lực rất lớn. Ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Đầu tiên, cô đun nóng thanh thép. Sau khi đun nóng xong, ta đặt thanh thép lên trên giá đỡ. Lắp chốt ngang phía bên ngoài, quan sát hiện tượng xảy ra với lại chốt ngang. Hiện tượng xảy ra, chốt ngang bị gãy. Điều này chứng tỏ thanh thép khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, thanh thép co lại, bị chốt ngang cản trở nên cũng sinh ra một lực để phá vỡ cái sự cản trở này. Từ đây mình rút ra được nhận xét.
Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản, thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. Qua hai thí nghiệm trên, ta có thể rút ra được nhận xét như sau. Khi thanh thép nở ra vì nhiệt, nó gây ra lực rất lớn. Khi thanh thép co lại vì nhiệt, nó cũng gây ra lực rất lớn. Kết luận: sự co giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn. Dưới đây là bài ghi cho chủ đề sự nở vì nhiệt của các chất. Các em chú ý ghi vào trong tập vật lý cho cô. Một la mã, sự nở vì nhiệt của các chất. Chất rắn, chất lỏng, chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Đặc điểm sự nở vì nhiệt của các chất. Các chất rắn và các chất lỏng khác nhau sẽ nở vì nhiệt khác nhau. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Ba la mã, tác động của các chất khi sự co giãn vì nhiệt bị cản trở. Khi sự co giãn vì nhiệt của vật rắn bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực rất lớn. Khi sự co giãn vì nhiệt của chất lỏng và chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực khá lớn. Bốn la mã, vận dụng. Các em trả lời lại cho cô ba câu hỏi đầu bài. Dặn dò, chú ý chép bài vào vở vật lý, học bài, sự nở vì nhiệt của các chất, làm bài tập vận dụng, làm sách bài tập, xem trước bài nhiệt kế nhiệt giai.